Sao? Mỹ phẩm nám xài sao? Được hả chị? Ổn không? Nay da thấy mịn hơn không? Ok hả? À đúng rồi, nó hiệu quả thì mình xiên là đúng rồi. Ừ, giao bộ nữa hả? Rồi, ok. Xíu nữa em giao liền, nha. Ôi, vô một khúc. Quy 4 bộ, 3 bộ. Dạ. Buôn bán được lắm hả? Trời, được lắm ai. Nguyên cái sóng này, trời ơi, bên đây đồn nhau xài mỹ phẩm em hết trơn. Ủa vậy hả? Nghe nói hồi nãy bán được mấy bộ đúng không? Trời, bà hai đó mới kêu ship cho bà hai bộ nữa. Trời ơi, ngon lành. Bởi vậy sao thấy hổng rầy, cái mặt tươi tỉnh mà hồng hào lắm nha. Giống như là nhuận sắc, là hào quang tới, là thời tới em. Nhìn em là tỏa ra cái cốt cách của người giàu sang liền. Xin không nhau, bữa nay nghe hai khen là em thấy không. Trời ơi, xin vía. Trời ơi, xin vía. Mệt quá. Chị em trong nhà không à, hai cũng vậy nghe. Dán xài cái mỹ phẩm em, mai mốt da nó bóng, nó căng lên. Thôi rồi, em buôn bán đi, chị không có xài cái đó đâu. Ê mà nói nghe nè, biết dạ. Chuyện gì trong nhà mình chưa? Ủa, nhà mình có chuyện gì hả? Bởi nhỏ này không quan tâm nhà cửa gì trơn, lo buôn bán không à. Thôi mà không sao, mấy chuyện đó chị quan tâm được rồi. Để chị nói lại với em nghe. Em biết sao không? Tháng này thôi mình bỏ ha. Cái tháng tới á, tiền điện của em nó tăng. Tiền điện tăng à? Nó tăng. Mà bây giờ là chi phí sinh hoạt cái gì nó cũng tăng hết trơn á. Chị thôi em buôn mai bán đắt chị đó. Em phụ chị thêm ít tiền ha. Ủa hai, hàng tháng là em có phụ tiền nhà, có phụ tiền điện mà. Tiền ăn đồ có phụ đó. Thì có, chị có nói không có đâu. Thì em có phụ, nhưng mà em biết không, bây giờ vật giá leo thang. Đó, xong rồi điện nước cũng lên nữa. Xà bông, mắm, muối, đường, bột ngọt, ga gì nó lên hết trơn á em ơi. Mà em coi, không phải chị nói chứ, cái tiền em phụ có nhiều đâu. Thì hồi đó em buôn bán không được thì em phụ ít. Giờ em buôn bán được rồi, em phụ chút xíu nữa đi. Chứ không phải là muốn lấy tiền em đâu. Mà biết sao, không biết sao nghe. Tiền điện mấy tháng nay nè, tự nhiên nó lên. Mà nhà cũng không có xài gì hơn chứ. Chị với ông Long tiết kiệm gần chết. Tối mà vô phòng hả, nhiều khi không dám bắt đèn nữa. Còn thằng Tùng nha, nó bắt có cây đèn chút xíu ngay bàn học hả. Mà tiền điện lên dù, không biết có ai xài máy lạnh không. Cái máy lạnh nó nặng điện lắm em. Xài máy lạnh mà từ sáng tới tối, mà từ tối tới sáng mà không ngưng nghỉ á, nhiều điện lắm. Ai vậy ta? Thì cái máy lạnh á là em cũng mở để cho nó mát mát cái phòng, để cho mỹ phẩm đừng có hư. Ủa là em mở đó hả? Trời ơi, hèn chứ tiền điện tăng vậy thì em đóng rồi, đúng rồi. À, thôi về đi hai. Tiền ăn á là một tháng là em phụ hai á là 600.000 đúng không? Ừ đúng rồi. Giờ em phụ hai thêm 200.000 tiền điện nữa. Phụ 200 tiền điện là được rồi, là đủ cái tiền máy lạnh của em rồi đó. Tiền ăn thì giảm chút xíu cũng được, nhưng mà em cũng phải nói rõ ràng là giảm nhiêu chứ. Rồi giờ vậy nghe. Tiền điện là em tăng thêm 200. Rồi 200. Tiền ăn thì mình giảm xuống còn 400. Ờ hợp lý đi. Nói chung là tiền điện là em đưa 200 là đủ cái máy lạnh của em. Còn tiền ăn là bây giờ là đáng lẽ là em đưa chị 600 đúng không? Dạ. Thì bây giờ là em đưa chị 400, tại vì 200 là em phải trả cái tiền điện rồi. Dạ. Ủa gì vậy Quý? Ủa gì vậy? Ủa sao tính toán như vậy? Ủa đưa một tháng 600 thì bây giờ là bớt tiền ăn xuống còn 400, 200 trả tiền điện. Thì nó bù qua sức lại cũng nhiêu là cũng xài qua xài lại chứ có phụ gì đâu. Ủa chị hai, hai đừng có chi li quá được không? Bây giờ kinh tế nó cũng khó khăn nữa, làm ăn bây giờ nó cũng đâu có dễ đâu. Bây giờ hàng tháng em cũng phải cày bừa kiếm tiền. Mà thôi giờ vậy đi, trong bữa cơm nhà mình á là chị hai sẽ nấu là canh xào mặn. Bây giờ em cắt, em không có ăn món xào được chưa? Ủa bây giờ không ăn món xào thì sao? Bây giờ bữa cơm làm 3 món không ăn món xào thì cũng ngồi trên cái bàn đó. Bây giờ mà cô gắt tôi vuốt đũa hay gì? Rồi ông Long nhìn tôi làm sao? Rồi thằng Tùng nó nhìn sao? Sao có nói chuyện gì ngang ngược vậy? Thôi mà đừng có tính toán chi li vậy được không? Ủa phải đi, mà không có tiền thì không nói. Bây giờ có tiền thì phải đưa thêm cho người ta chứ. Ủa tiền gì? Tiền gì hai? Ủa ai? Ai? Trời, tức quá. Ai? Ai hồi nãy ngồi đây? Hello chị hả? Trời ơi, khỏi qua. Chừng nào mà chị cần là em ship qua cho chị liền. Bao nhiêu? 2 bộ á. Trời ơi, rồi, cảm ơn chị nha. Ai mới bán được mấy bộ mỹ phẩm đây? Ai mà nói là từ đây thì sao hả? Là nguyên cái xóm này bây giờ là mua mỹ phẩm của em không là em có tiền rồi ai? Nhưng mà tiền nào nó ra tiền đó chứ đâu phải là cứ cái gì lên trong nhà cái là cũng em đứng đây em gồng em gánh đâu. Trời ơi, ai kêu cô gồng gánh? Trời ơi, không dám à, lại luôn à. Ai mà gồng gánh, chỉ đưa thêm tiền thôi. Mà tiền đó là tiền gì? Tiền điện cô xài. Trong cái nhà này có mình cô xài điện nhiều à. Không có ai xài điện nhiều hết trơn á cô ơi.
cô đưa thêm là đúng rồi, sao keo kiệt quá vậy? Thôi về đi chị hai. Thật sự ở trong nhà em cũng thấy áp lực lắm. Chuyện anh chị rồi chuyện gia đình, rồi tối ngày cứ tiền bạc nữa. Không ấy về đi, đằng nào ở cũng phải tốn tiền, ăn cũng phải tốn tiền, tiền điện, tiền nước cái gì cũng tốn hết trơn á. Không ấy em đi ra ngoài em ở cho nó khỏe, đỡ áp lực cái thân em. Lại à, rải muối đi luôn à. Đi đi, đi ra ngoài ở đi coi chỗ nào hả mà tiền nhà rẻ hơn ở đây. Không phải tiền nhà nữa, làm gì có tiền nhà. Tiền ăn, tiền uống, tiền sinh hoạt rồi có 600 ngàn à. Đi ra đi, đi ra, mướn thử đi. Rồi 600 ngàn đó đủ trả tiền điện một tháng không chứ đừng nói tiền khác. Cái này là hai nói đó nghe. Em đi à. Đi liền nha, đi liền cho tôi đó. Gì vậy? Không ăn nhìn tôi làm gì? Ăn đi. Nhìn bà sao gia đình nó buồn hiu vậy đó mà sao mà bà vẫn ăn ngon lành vậy? Đó bụng ăn chứ. Nhà có hai chị em thôi mà không. Tự nhiên nói cái chuyện chi cho nó lùm xùm lên cái lên. Tôi không ở nhà cái y chang như rằng là xảy ra chuyện liền thiệt. Bà nghĩ sao vậy? Tại vì bây giờ đó con Quy nó giận nó bỏ nhà ông Phụng, tôi qua tôi năn nỉ nó không chịu về nhà luôn rồi đó. Gì? Giờ nói lại câu đó rồi. Ai? Ai đi qua năn nỉ ai? Tôi. Qua năn nỉ Quy. Chứ chẳng lẽ quan nỉ ai? Đúng là người anh tốt thiệt luôn á. Tôi thầy kiếm sao là tôi đầu thai là tôi làm em ông chứ không có làm vợ ông. Ông đối xử với tôi quá tệ. Ông nghĩ sao vậy? Không nghĩ sao qua bển năn nỉ con Quy. Ai cho phép ông? Ui cấm nha. Ôi mẹ ơi, con biết là Út cũng sai nhưng mà mẹ đừng làm vậy tội Út. Vợ Út mà bên ở thấy tội. Nhìn mặt tôi nè, nhìn mặt tôi rồi nói câu đó. Tội là tội cho ba mấy người nè. Ba mấy người chạy xe á, người người ở ngoài đường á cả ngày nắng nôi đó. Tôi buôn bán cũng là nè, nắng mưa vất vả nè. Ngồi ăn cơm với mưa là tại vì sợ ha, có khách lại đây là mua mà không có kia nghe mà để bán cho người ta nè. Còn mấy người làm sao? Mấy người cũng đi học cả ngày, đạp xe đạp đó. Không có đưa mua được chiếc xe máy nữa, rồi về nắng nôi, rồi nóng nảy, rồi có ai, ai dám bắt máy lạnh không? Còn cô mấy người ở nhà làm gì? Mở máy lạnh 24/24. Tôi nói vậy đúng không anh Long? Khổ quá đi. Giờ tôi nói thiệt với mình nè. Suy nghĩ lại đi. Em mình dù gì nó từ dưới quê lên, từ đó đến giờ rồi. Mình dù như là anh là chị nó, có gì chút xíu thì nhường nhịn nó chút xíu có sao đâu. Nó là em mình chứ không phải là ai đâu, người lạ ngoài đâu mà sợ. Cái gì mẹ cũng phải từ từ chứ, giờ mẹ làm vậy nè rồi ba làm sao? Thí dụ để ba giải quyết đi, mẹ cứ rần rần lên xong rồi ba ở giữa ba khó xử. Đúng rồi, chứ kể là má với quê má biết, tôi không biết nói chuyện má làm sao nữa nè. Má mà có biết thì cứ nói chuyện với má bình thường. Má là người công tư phân minh, má cũng sẽ không binh con Quy đâu. Mệt quá, ăn uống cái gì? Đã ăn trước trời mưa rồi bây giờ mà còn buôn bán đây nè. Mà cứ binh con Quy. Ông á nha, ông qua bển mà năn nỉ con Quy về ha. Nói về tôi đi đó. Thôi mẹ. Mà đi. Mẹ cái gì? Nuôi có đứa con à, không bao giờ binh mình hết trơn á. Cơm. Giờ sao ba? Chẳng sao gì. Tao không biết sao đi nữa nè. Nhưng mà sao dạo này tự nhiên thấy mẹ có tính tình nóng nảy quá. Bình thường mấy cái chuyện này là mẹ sẽ bạn với ba. Tự nhiên giờ mẹ cứ rần rần rồi. Chắc giờ này buôn bán rồi, ế ẩm thất thường rồi bà ấy quạo bọ rồi cộng thêm cái trời mà ban ngày thì nó nắng nôi này nọ. Rồi chắc bà bực bội người vậy thôi. Thôi được rồi, tới đâu hay đó đi. Hồi lo ăn lẹ lẹ đi rồi dọn dẹp chứ hồi bà ra bà thấy tại quầy đi rồi chưa ăn uống gì rồi bà lại chửi thêm một đống nữa nè. Cái gì nhủ vô canh vậy bà? Nước mưa, mày không nghe bà nói từ nãy giờ ăn uống trời mưa hả? Giờ cũng có ráng ăn đi. Làm ơn cứu em chuyến này đi. Chuyến sau em tự bới. Trời, mày hay quá. Tao nói mày nhà này tao đang sống trong tâm bão đó. Mày qua mày coi mày liệu lại mày nói á nha. Tới nào mày coi chừng mày dính vô bão luôn đó. Thì em biết vậy rồi. Nhưng mà có gì tí nữa làm ơn nói giùm em tí đi. Rồi mà cố ký mày khéo khéo cái miệng xíu à. Anh yên tâm đi, cái miệng em khéo lắm. Ủa? Ông Long nói chuyện ai vậy? Ai đây? Hôm qua ông Ráng. Chị hai. Ai cho qua đây à, em qua hỏi thăm chị hai. Nhà này khỏe hết, không có gì hỏi thăm hết, đi về. Trời ơi, chị hai sao á? Ý là trước hỏi thăm chị. Sao là tin đồn nhà này không còn gì để cô xin nữa hết. Trống quơ, trống quắt luôn rồi. Nè, túi không có tiền luôn nè. Thôi mà, chị sao á, sớm động nghĩ xấu em vậy.
em mới là trước có là qua hỏi thăm chị sao là bàn với chị một chuyện. Bàn một chuyện kìa, thấy chưa, tôi đoán đâu có sai, không xin đồ là bàn chuyện. Chuyện gì? Nhưng mà chị hứa đừng chửi em. Chửi đó, chắc chắn chửi đó. Cái màu đó là chắc chắn chửi rồi đó. Muốn nghe không? Muốn nghe tôi dọn miệng sẵn. Không nghe được nha. Không bàn gì hết, chứ bàn là chửi liền. Em cũng qua tới đây rồi. Mà vợ biết rồi đó. Nhà nó thì đường xá dạng dặm xa xôi. Bên, hẻm kế bên nè. Xa xôi chỗ nào? Nó lấy bao nhiêu đồ về thì được. Ngày nào nó cũng vác một đống đồ về được. Có mệt mỏi gì đâu mà xa xôi. Thì dù gì thì em nó cũng có lòng qua đây rồi. Thì mình cũng mở lòng ra cho em nó nói chuyện xí. Ha, xí. Ừ. Khéo khéo á. Yên tâm. Chị hai, bà Quy qua nhà em, bà xài máy lạnh quá trời luôn. Chị hai ơi, bây giờ em chịu không nổi nữa rồi. Bây giờ hai có cách nào rước bà về giùm em không? Là qua đây mắng vốn con Quy đúng không? Đúng. Là nó qua bển nó xài là điện tăng vù vù, tiền điện đúng không? Đúng rồi, trời ơi, má nó mở máy lạnh 24/24. Nhà em không dám mở như vậy nữa mà má nó mở quá trời mở. Cái cục nào vũ trụ đó của ai tự nhiên bây giờ muốn trút lên đầu tôi lại nè. Không giải quyết được. Không giải quyết được. Sao? Kêu rồi Quy xài vậy rồi sao? Giờ chờ rồi tôi phải làm sao? Thì không phải, ý em là vậy nè. Là tại vì em không có biết, em không ở bên đây em không biết được là hai với bà có chuyện gì đúng không? Thì ví dụ giờ hai mà có giận bả thì bữa giờ cũng mấy ngày rồi, giờ mình cũng hơi vui vẻ lại đi. Còn ví dụ như mà hai còn giận á thì em thay mặt bả em xin lỗi hai luôn. Không, nào ra đó, ai lỗi thì người đó xin lỗi chứ mắc gì, không có liên quan tới cô xin lỗi làm gì. Thiệt chứ bây giờ em khổ quá hai ơi. Bây giờ bả ở bệnh á, bả xài máy lạnh quá trời, em sốt từ điện quá trời luôn. Mà em không có nói được gì bả, tại em là em ruột của bả mà. Mà không lẽ bây giờ em đuổi bả thì không được. Mà em đòi tiền bả mét má dưới quê, rồi má dưới quê chửi em thúi đầu sao. Mà bây giờ em không đòi tiền bả thì thằng chồng em nó chửi em thúi đầu. Bây giờ cái nào cũng thúi đầu hết trơn. Nên bây giờ em mới qua em năn nỉ hai là hai làm ơn đi, cho bả về đi mà. Ủa, nếu như mà khó ở bên đó vậy kêu nó đi thuê nhà riêng nó ở đi. Trời ơi, có nói chứ không, không lẽ không nói. Nhưng mà mẹ nó bị điên hay sao á, nghĩ sao có 600 ngàn à, mà má nó đòi vừa hả mặt tiền, vừa hả máy lạnh, vừa phải là làm cái gì sáng sủa đồ này kia. Đâu ra? Có. Đâu? Đây nè. Đây nhà tôi. Nhà tôi một tháng đưa 600 ngàn nè. Rồi ăn uống phủ phê, xài điện cũng 24/24, sạch sẽ cho cái chỗ mà bán mỹ phẩm luôn nè. Rồi còn hả là xài bây giờ là điện lên vù vù mà kêu đóng thì em không đóng nè. Mới dọn qua bên kia ở nè. Ông thấy chưa ông Long? Thấy chưa? Chị em ruột đó, chị em ruột nhà ông đó mà nó còn không chịu nổi con Quy. Thì hỏi sao tôi nói có gì sai không? Tôi chỉ kêu nó đóng thêm cái tiền điện mà nó xài thôi. Tôi có bắt bẻ gì nó không? Nó đùng đùng nó bỏ nó đi. Rồi bây giờ kêu tôi qua bển thỉnh về hả? Không có cửa đâu nha. Đừng có mơ tới cái chuyện đó. Tôi nói một lần cuối cùng nha. Cái chuyện mà con Quy á, tôi không tha rồi. Đập đá cho tôi đó. Sắp tới giờ người ta tới, người ta mua hỏi quán rồi gọi tìm lum hết trơn đó nghe chưa? Chị hai. Thôi. Anh ơi. Cái gì? Đã nói là hồi nãy là mơ nói giùm người ta đi. Sao mà ngồi được mặt nó ra vậy? Mày đợi tao xíu đi. Mày đợi tao xíu đi. Vậy chứ vậy làm gì vậy? Làm gì vậy? Tao kiếm gì tao? Tao không thấy gì, tao đập đá. Tao lấy cái cây tao đập đầu mày đó nha. Gì nữa? Mày bị điên hả? À? Mày nói cái gì mày khéo 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 nậu tao khéo. Mày biết tại sao mà bỏ đủ con Quy qua nhà mày không? Là nó cũng như vậy đó. Nó xài điện 24/24 á. Nó tưởng mày khéo sao mà vô đụng ngay cái nập đập của bả luôn. Mày đụng ngay cái quậy của bả luôn. Làm sao bảo không chửi mày được? Ủa anh mắc cười quá à. Bố tôi thần thánh hay gì là nói gì cũng biết. Ai kêu anh im anh không nói trước vậy? Trời ơi là lỗ tao luôn hả? Hả Phụng? Thôi, bây giờ tôi không biết cái gì hết đó. Bây giờ anh kiếm cách sao mà rước bả về đi nha. Không tôi mép má. Cái gì? Nè, ơi. Nè. Mày là mẹ tao với em tao nữa nè Phụng. Dạ rồi à. Dạ. Công ty Bách TV đúng không? 10 ly đúng không? Rồi nhớ rồi. Hả? À, một ly hả? Một ly kiên đường hả? Đường kiên hả? À rồi. Được rồi, chờ chút nha. Rồi, quá liền. Alo? Hả? Hội quán Miệt Vườn hả? Bao nhiêu ly?
20 ly hả? Như cũ đúng không? À rồi 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 rồi, được rồi. Rồi chờ chút nha, chờ chút nha. 15 phút. Rồi, vậy nha, nha. Ừ. Quy ơi, lấy giùm chồng ly của Quy. Quy. Hai, sao quán xá ai không coi để ta vô ta trộm đồ hết trơn vậy? Thì hết ly chạy vô lấy ly. Mà có trộm gì đâu nè, điện thoại tôi cầm rồi, tiền bạc để trong túi hết trơn nè, đâu có trộm gì đâu. Là coi kiểm tra lại. Qua đây chi vậy? Em à, còn để chiếc xe ở đây hả? Rồi 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 rồi, đi lấy đi. Không phiền nữa, mất công để đây choáng chỗ nữa. Làm ơn làm lơn lấy giùm đi. Vậy. Cha cha cha. Hai ngồi ở đây đi. Rồi. Lại tù huyết áp nữa nè. Sáng giờ ăn gì chưa? Ngồi đây đi, ngồi đây. Để pha ly trà đường nha. Nguyên, Nguyên. Chai, chai. Uống miếng cho nó tỉnh nè. Đây, 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 đây. Ôi, chăm lo cho sức khỏe của mình chứ. Rồi sáng giờ ăn uống gì chưa? Ăn rồi phải không? Em biết ngay mà. Giờ giấc sinh hoạt trong cái nhà này sao là em nắm hết á. Biết mình có cái tật mà hay tụt huyết áp rồi không lo. Thôi biết rồi, cảm ơn cô nha. Không có cô tôi không biết làm sao nữa. Thôi cảm ơn gì, nay em cố tình về mà. Là sao? Thì từ hồi dưới quê lên ở với anh chị hai tới giờ đó, giờ giấc sinh hoạt sao em biết hết chứ bộ. Cứ tới giờ này á là ở mấy công ty rồi ngân hàng rồi hội quán ngôi sao miệt vườn ta gọi nước. Có mình hai á hay lo đâu có xuể. Rồi á giờ này thì Tùng nó đi học, anh hai thì chạy xe, đâu có rảnh đâu phụ hai. Em ở bên nhà út gán này chứ em cũng lo lắng lắm á. Thì nói thiệt, khoảng thời gian cũng nhờ cô. Lúc mà đông vậy nè, không có ông Long rồi không có thằng Tùng nữa, rồi cô cũng phụ chạy ra chạy vô. Bây giờ có ông mình, rồi hôm nay nắng nôi nữa. Nhưng chạy vô lấy mấy ly xong ra mệt, tối tao mặt mày. Nói nhờ em gì đâu, em nhờ anh chị mới đúng á. Từ hồi dưới quê lên không nhờ anh chị giúp đỡ, không nhờ anh chị cu mang á, không chị dạy làm gì mà có được cái ngày hôm nay. Cũng nhớ tới tôi nữa nha. Nhớ chứ sao không nhớ. Thôi hôm bữa là cũng là chị đuổi cô đi. Thật ra thì cũng không có muốn vậy đâu, tại cũng nóng quá thôi. Không có ạ. Hôm bữa hai có đuổi em đâu. Tại em á nổi máu anh hùng. Lúc đó tự nhiên biết sao tánh tình nó kỳ cục quá, cái đòi bỏ đi vậy chứ cho người ta biết chứ ai dè. Em đi rồi em mới biết. Biết gì? Kiếm nhà nó khó khăn lắm. Với lại kiếm được cái nhà giống như nhà mình đây đâu có dễ. Rồi cũng đâu có ai mà cho để cái xe bán mỹ phẩm vậy đâu. Rồi cơm nước bữa giờ toàn là ăn ở ngoài không mà không ai lo cho hết trơn á. Thôi em thấy đâu á, gia đình cũng là số 1. Ở đâu cũng không có bằng gia đình mình hết trơn. Thôi thì cũng nói thiệt là từ ngày mà cô đi á, thằng Tùng nó cũng buồn, ông Long á cũng buồn. Nói chung là cái nhà buồn. Còn chị hai sao? Thì buồn, buồn luôn đó, buồn luôn. Cũng buồn hết, nói chung là không khí gia đình là ảm đạm lắm. Không ấy, hai cho em về nha. Hả? Dọn về. Thì nếu mà có nhã ý như vậy á, đi á, thì không ép, về thì không cản. Vậy là hai ok rồi nghe. Em đi dọn đồ về luôn. Chừng nào ông Long về đó thì kêu ổng qua bển rồi dọn phụ về. Chứ tôi thì không có ý kiến gì hết trơn. À nhưng mà cái nào đó cái đó nghe. Tình nghĩa coi như là chị em là giảng hòa rồi mà. Tiền bạc thì ra tiền bạc nha. Về đây, một á là xài ít lại, còn hai á là phải đóng tiền điện thêm. Chứ không có cái chuyện mà cũng mở máy lạnh 24/24 mà không có đóng thêm miếng nào đâu à. Nãy giờ đang vui luôn á. Đang vui mà cứ tự nhiên cứ nhắc tiền bạc vô chi vậy hai? Thì biết rồi, biết là đang vui. Nói chung là chị em hiểu nhau rồi. Nhưng mà cái nào đó cái đó, nhớ đóng tiền nha.
giờ đóng tiền đi cái du liền nè. Rồi rồi rồi, giờ hai muốn phụ nhiêu em cũng phụ được chứ. Trời ơi, hai chị em hoài rồi hả? Nói chuyện vui vẻ quá vậy. Bộ trong nhà mình có gì đó, hai anh chị có gì giận nhau hả? Hả? Ai gì? Bộ anh hai chị hai đang giận nhau hả? Gì? Ổng hả? Ổng mà dám giận chị. Mày điên hả? Trời ơi, mày khùng sao vậy? Nè, cho coi như là cái gì 30 mạng qua màn á này, cho anh 50 mạng cũng không dám giận bà nữa. Bởi vậy nhà không có ai giận nhau gì hết trơn, tự nhiên đúng rồi, gia đình mà tiện giận gì, đã qua gia đình là phải vui vẻ. Đúng rồi. Ê, vui vậy bây giờ mình phải làm một cái bữa tiệc thôi, bữa tiệc gì một bàn ăn đi. Ừ. Chờ thằng Tùng về xong rồi mình ăn, mình đón là cô Quy về luôn. Chính xác. Đó, vậy thì bây giờ nè, mình chờ thằng Tùng về cái mình làm bàn tiệc, không bàn tiệc lớn quá, nói chung là một bữa ăn đi. Bữa ăn nhỏ. Bữa ăn thịnh soạn xong rồi đón cô Quy về luôn. Chính xác. Thôi giờ về đi. Hôm nay em xung phong xuống bếp. Cái gì? Bỏ đi. Cuộc đời này ai cũng sẽ có những lúc nhiều chuyện buồn phiền, khó khăn chồng chất mấy khúc. Cũng đừng vội vàng mà lo quá, tình người ở xung quanh ta vẫn còn đâu đó, tình làng nghĩa xóm luôn sống chan hòa. Khó khăn thì mình cùng cầm tay nhau bước qua, chuyện không của riêng ai gì, mình xem nhau như người một nhà, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi căn, hàng xóm xung quanh có khác chi là gia đình. Bán đi bà con xa để mua hết láng giềng gần, tôi lớp tắt đèn luôn kề cận quý hết người thân. Lá lành mình đùm lá rách, khó khăn cùng nhau tìm cách, sống quay biết cho đi thì cuộc đời này sẽ hết ý.